tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, thành phố ghi nhận thêm 1.129 ca mắc sốt xuất huyết và 66 ổ dịch chỉ trong một tuần. Dự báo tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp trong các tuần tới. Trong đó, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm là những quận có nhiều bệnh nhân nhất trong tuần. Ngoài ra, cũng ghi nhận thêm 66 ổ dịch tại 21 quận, huyện, thị xã. CDC Hà Nội yêu cầu Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca mắc tại cộng đồng và các cơ sở y tế đã được phân cấp. Đồng thời, ra soát, xác minh, cập nhật thông tin ca bệnh trên hệ thống phần mềm để xử lý ổ dịch kịp thời, hạn chế lan rộng, đặc biệt là phát hiện sớm các ca bệnh tại cộng đồng nhằm tránh các biến chứng tử vong.